Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình tiếp tục mình làm về chủ đề là trồng hoa Tết nè, đặc biệt là cây hướng dương. Mình thấy các bạn bình luận trong kênh của mình hỏi về cái thời điểm trồng hướng dương cũng nhiều á, nên mình quyết định là hôm nay mình chia sẻ cho bạn là cái thời điểm trồng nha. Đặc biệt là những bạn mà trồng tại nhà, các bạn bình luận ghê lắm, các bạn không biết á, còn những bạn mà trồng kinh doanh thì các bạn đã biết rồi. Đó, thì cái thời điểm mà trồng cái hoa hướng dương này mà cho nó nở hoa đúng Tết thì các bạn mà khi mua cái hạt giống của mình á thì các bạn phải quan sát cái thời gian nó trổ là bao nhiêu ngày thì mình mới canh được nha. Tại vì cái hoa hướng dương này nó có 3 loại lận. Một cái loại là từ 65 cho đến 70 ngày là trổ ha, và một loại là 90 ngày, và một loại nữa là 120 ngày. Các bạn phải xem kỹ nha. Các bạn mà không xem kỹ các bạn trồng nó không có đúng Tết đâu. Đó. Rồi khi mà các bạn đã biết được cái thời gian rồi, các bạn cứ canh và các bạn trồng thôi. Nhưng mà thông thường á, mà để mà trồng cho nó đúng Tết mà nó đẹp á, mà các bạn mà trồng kinh doanh á, hay trồng nhất á, là người ta sẽ trồng là cái giống là 90 ngày cùng với là cái ngày là trồng cái hoa màu gà luôn. Vì khi mà người ta trộn cái giá thể các bạn thì sẵn là người ta trộn cho nó dư ra để mà trồng cái hoa hướng dương luôn. Và cái chậu mà hoa hướng dương các bạn hay trồng á, là đó là cái C12 nha các bạn, C11 hoặc là C12 là nó mới đủ cái lượng tro trấu cũng như là cái sau này mình bón phân á, là nó mới đủ dinh dưỡng cho cây nha. Và khi mà bạn trồng cái loại mà 90 ngày á, thì nó sẽ cao từ 1,5m cho đến là 2,3m nha. Đó, cây rất là đẹp luôn. Ở ngoài thị trường bán là 150 một cây, một cặp là 300 nha các bạn. Tùy vào cái thời điểm, nếu như mà nó cận Tết quá thì người ta ép giá, còn mới mà mới vô khoảng đâu là lối mà 25 Tết á, thì nó sẽ rất là mắc ha. Từ 150 một cây, 2 cây là 300. Đó, còn mà cận Tết thì nó chỉ còn có 200 hoặc là rẻ hơn nữa. Nói chung là tùy vào cái thời điểm thôi. Đó, còn các bạn trồng cái này á, khi mà mua cái hạt giống về á, thì các bạn ngâm nước ấm cho mình ha, đâu là 30 độ C, và ngâm khoảng cho mình là 4 đến 5 tiếng nha. Rồi sau đó thì mình lấy cái hộp đó đóng á, các bạn ghim nha, ghim vào tro. Cái giá thể mà để ươm á, các bạn chỉ sử dụng cái tro đen cho mình thôi, xử lý cái độ chát của nó nha. Đó, thì khoảng đâu là 15 cho đến 20 ngày thì các bạn có thể là bứng lên chậu rồi, và các bạn có thể là bón phân chăm sóc cho nó là cái phân DAP nha, cái dòng dễ tan á. Các bạn đừng có tưới ure chứ cái dòng như là 20-15 nha, hoặc là 30-10 nha. Cái cây này nó không có cần cái đạm cao đâu, nó cần những cái đạm mà lõn lõn thôi. Đó, thì các bạn né cho mình những cái dòng phân đó, chỉ tưới DAP thôi. Rồi từ 50 ngày trở lên á, thì lúc này á, thì cây của mình nó cần nước rất là nhiều. Các bạn là phải tưới nước thường xuyên, cũng như là bón phân. Phân ở đây các bạn bón cho mình là cái đầu trâu là 901 ha, hoặc là cái phân là số 3, NPK số 3 đó. Thì những cái dòng phân đó thì các bạn có thể là tưới được nha, hoặc là các bạn có thể là xịt sâu cho nó. Sâu ở đây thì các bạn có thể xịt ra đi ăn nha, những cái dòng thuốc sâu cơ bản thôi là các bạn đã xịt được rồi, và các bạn đợi cho nó đúng Tết thôi. Và cái trường hợp ở đây nữa thì có những bạn là mình hỏi mình có ngắt đọt hay không á, thì nếu như là các bạn mà muốn lấy bông nhiều á thì các bạn là ngắt đọt, còn nếu như là các bạn lấy bông ít mà bông nó bự á thì các bạn khỏi ngắt đọt ha. Đó, thì cơ bản là cái thời điểm là khoảng đâu là ngày 22 tháng 9 cho đến là ngày 27 tháng 9 là các bạn có thể là gieo và trồng được nha. Và chậu là C12 là nó mới đủ cái diện tích để mà nó hút cái dinh dưỡng lên nha các bạn, chứ mà các bạn mà trồng cái C10 là không có đủ đâu nha. Đó, rồi chia sẻ cho các bạn cái thời điểm như vậy nha. Rồi mình cũng xin được là mến chào.